Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Giáo sư quỳ lại gã vô học tậu bằng giả, nên giáo dục quỳ gói trước lưu manh. Chuyện dùng bằng giả của ông Vương Tấn Việt giờ đã có kết quả rõ ràng. Tuy nhiên, khi vụ án bằng giả này chưa được phanh phôi thì hình ảnh những vị giáo sư đáng kính của Trường Đại học Luật Hà Nội quỳ gói trước học trò Vương Tấn Việt đã tràn ngập mạng xã hội. Đây là điều mà truyền thống giáo dục xưa nay chưa bao giờ xảy ra. Ở thời phong kiến, dù học trò có là hoàng thân quốc thích thì vẫn phải tôn sư trọng đạo, thầy ra thầy, trò ra trò. Ngay từ khi vụ án bằng giả chưa có kết quả thì nhân cách của Vương Tấn Việt đã bị xã hội lên án mạnh mẽ. Đặc biệt là sự phản đối đối với những bài giảng của ông trước các con nhang đệ tử trước đây. Ông đã sớm bộc lộ là một kẻ tham lam vật chất, dùng đạo pháp để trục lợi bản thân. Ngoài ra, Vương Tấn Việt còn là một kẻ có tư duy phản quốc khi ông tuyên bố anh hùng dân tộc Lý Thượng Kiệt là hổn vì dám đem quân sang đánh Trung Quốc. Phòng hỏa xâm lăng tự sạc và đây là hình giáo sư quỳ trước một gã học trò dùng bằng giả, nổi ô nhục của một nền giáo dục. Với tư cách đạo đức như vậy, Vương Tấn Việt có đáng để các vị giáo sư trường đại học luật Hà Nội phải quỳ gói hay không? Với nhận thức phản quốc, ông có xứng để người Việt tôn trọng hay không? Cho dù ông Việt có thân phận cao quý cỡ nào, thì thầy không thể quỳ gói trước trò. Có thể nói, những hình ảnh các ông thầy lại đi quỳ gói trước học trò ấy không những là nỗi dục của họ, mà còn là nỗi nhục của nền giáo dục Việt Nam. Một nền giáo dục đào tạo ra những kẻ làm thầy mà không biết tự trọng, không biết phân biệt được trắng đen phải trái, không tôn trọng bản thân. Ở phía đối diện, kẻ đứng nhận lễ kia lại là một tên lưu manh, mượn đạo tạo đời, là một học trò nhưng lại xem mình là bề trên của các ông thầy, là một công dân Việt Nam, lại đi phỉ bán anh hùng dân tộc. Nỗi nhục cho các vị giáo sư kia là một, thì nỗi nhục cho nền giáo dục nước nhà là gấp trăm, gấp vạn lần. Là đây không chỉ là chuyện của cá nhân ông thầy tu giả mạo và thành phần nhà giáo thiếu lòng tự trọng. Đây còn thể hiện hình ảnh của nền giáo dục nước nhà do Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý. Các trí thức kia dường như đã bị một kẻ lưu manh thao túng, kiểm soát tư tưởng, bị nô lệ hóa. Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa hiện nay là nền giáo dục công cụ, không thực hiện nghĩa vụ đào tạo ra những con người tự do, mà chỉ tạo ra những kẻ nô lệ. Đấy chẳng phải là nền giáo dục đang quỳ gói trước một tập đoàn chính trị lưu manh hay sao? Những hình ảnh về các nhà giáo đi quỳ gói trước học trò sẽ là một vết nhơ khó gọt rửa của nền giáo dục Việt Nam. Một vết nhơ mà có lẽ tiền cộng sản không có, hậu cộng sản cũng không, nó chỉ là sản phẩm của cộng sản. Một nền giáo dục nô bọc đang làm thói nát xã hội, một hệ thống giáo dục háo danh, hám tiền, sẵn sàng bán rẻ danh dự, bán rẻ lương tâm để tạo ra những tấm bằng giả, bằng kém chất lượng để bán cho những kẻ lưu manh, hãm danh. Vụ việc mua bằng của Vương Tấn Việt cho thấy phải chăng thời nay đồng tiền danh vọng hảo huyền có thể làm lưu mờ tất cả. Bất cứ ai chỉ cần bỏ tiền ra thì có thể mua được những tấm bằng từ cấp bậc, từ bậc thấp đến bậc cao và cứ có tấm bằng dù là giả trong tay thì có thể huynh hoang khắp nơi hay không. Và đây là hình quản lý bằng khẩu hiệu nền giáo dục nát bét. Đương thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng thốt ra những lời đạo lý. Năm 1981, ông từng nói phải xây dựng trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò, dạy ra dạy, học ra học. Ấy vậy mà, hàng năm nhan nhãn chuyện các trường lạm thu, trấn lột học sinh, rồi thầy đánh thầy, trò đánh trò, trò đánh thầy và thầy trò đánh trò. Này còn nghiêm trọng hơn khi thầy lại đi quỳ gói trước trò như một nô bọc trước ông chủ. Giáo dục Việt Nam đã nát đến thế, còn có nước nào trên thế giới này nát hơn nữa hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin giáo sư quỳ lại gã vô học tậu bằng giả, nên giáo dục quỳ gói trước lưu manh. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ít tôi bởi mồm, Thích Chân Quang dùng mồm hại thân. Sáng ngày 22 tháng 10, Bộ Giáo dục Đào tạo đã chính thức công bố kết quả xác minh văn bằng của ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang. Bộ này cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học liên quan phải thu hồi văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt theo quy định của pháp luật. Đồng thời, các trường phải rà soát quy trình tổ chức đào tạo nhằm tránh xảy ra các trường hợp tương tự theo trường đại học luật Hà Nội, hồ sơ ứng tuyển của ông Vương Tấn Việt có đầy đủ các văn bằng theo yêu cầu của thông báo tuyển sinh, gồm có bằng cử nhân ngành luật của Đại học Luật Hà Nội cấp năm 2019 kèm bản điểm có công chứng bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh của Đại học Hà Nội hệ đào tạo từ xa năm 2001 bản sao từ sổ gốc có xác nhận của hiệu trưởng trường đại học Hà Nội bằng tiến sĩ ngành luật do Đại học Luật Hà Nội cấp năm 2022, kèm bản điểm các học phần bổ sung chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có công chứng. Và đây là hình Tham Sân Si đã điều khiển mồm thích chân quan. Như vậy, sau biến cố này, ông Vương Tấn Việt bị lột sạch tất cả các bằng cấp. Đến bằng cấp 3, ông cũng không có. Xem như sự nghiệp của ông thầy chùa này mất sạch chỉ trong năm 2024 này rất có thể đây vẫn chưa phải là kết thúc. Dư luận cho rằng ông Việt phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm giả giấy tờ, con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Có thể thấy vụ bằng giả của ông Vương Tấn Việt là do cộng đồng mạng phanh phui. Năm 2022, ông Vương Tấn Việt cho tung clip bảo vệ luận án tiến sĩ lên mạng Internet để khoe thành tích khoa bản. Tưởng rằng với clip chân thật như vậy, ông có thể vinh báo với đời rằng ông là một đại trí thức. Tuy nhiên, chính luận án tiến sĩ này đã tố cáo chất lượng đào tạo của Đại học Luật Hà Nội. Từ một luận án với trình độ lý luận kém cỏi thậm chí đi ngược với chuẩn mực tư pháp, rất nhiều thứ đã được phơi bậy. Dựa trên tấm bằng thật nhưng học giả, Ông Việt khoe mẽ khắp nơi, mà đâu biết đại quả cũng từ đây mà ra, khi bị hàng ngàn tay, hàng ngàn mắt sôi vào. Có lẽ tấm bằng kém chất lượng kia chưa đủ sức khiến ông bị lật tẩy. Ông chỉ bị hạ gục khi công khai công kích sự thích minh tuệ, gọi vị tu hành đầu đà này là thằng ba trận. Hành động sắc láo này của ông Vương Tấn Việt đã khiến cái miệng làm hại cái thân. Sau vụ công kích sư thích minh tuệ, cộng đồng mạng lại mời tiếp ra tấm bằng bổ túc cấp 3 đầy nghi vấn của ông Việt. Những phân tích sắc bén chỉ ra các điểm bất hợp lý trong tấm bằng này và áp lực chính quyền phải xác minh. Kết quả, tấm bằng bổ túc cấp 3 là giả và toàn bộ những hành vi dối trá, biệt bợm của ông Vương Tấn Việt bị phơi bày. Và đây là hình hậu quả ập đến. Tạo ra những giá trị giả nhưng lại công khai cho toàn xã hội nhìn thấy là điểm yếu chết người của ông sư này. Nếu là giá trị thật thì vàng không sợ lửa. Tuy nhiên, dựa trên những giá trị giả tạo mà lại khoe khoang khắp nơi thì đấy là tự hại chính mình. Chính bản chất tham sân si đã dẫn thích chân quang xuống địa ngục. Chẳng ai hại ông mà chỉ là chính ông đã hại ông. Nếu thích chân quang biết khiêm tốn, không khoe clip bảo vệ luận án nếu không chỉ trích sự thích minh tuệ thì ông đã không nhận kết quả bi đát như hôm nay. Một người dùng tri thức giả, đạo đức giả, lừa được hàng vạn con nhang đệ tử mê muội nhưng lại rất thiếu khôn ngoan nên tự hại bản thân. Hiện nay có rất nhiều ma tăng tương tự thích chân quang bởi một xã hội thối nát, một nền giáo dục, một ruỗng một tổ chức tôn giáo bán mình cho chính trị, tà quyền, vân vân. Những yếu tố này kết hợp lại không thể chỉ nặng ra một mình thích chân quang mà chắc chắn sẽ còn nhiều ông sư khác nữa. Có điều những ông sư ấy chưa hoặc không bị lộ mà thôi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Ết tôi bởi mồm, thích chân quang dùng mồm hại thần. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.